nhìn lại năm 2021 năm đầy biến động. Thành tựu và sự cố gắng của toàn thể anh em cán bộ công ty D&T xây dựng và đưa vào hoạt động xưởng sản xuất rong nho đạt chuẩn FDA có diện tích 7.000 m2 tại thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tháng 2 năm 2020, phát triển hệ thống phân phối sản phẩm cũ khắp các khu vực phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, miền Tây. Mùng 3 tháng 7 năm 2020, vinh dự được đánh giá và cấp chứng nhận nhà xưởng đạt chuẩn HACCP về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho sản xuất rong nho. Mùng 7 tháng 7 năm 2020, đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực cho các sản phẩm yến xào. 19 tháng 8 năm 2020, vinh dự nhận chứng nhận FDA sản phẩm rong nho đạt tiêu chuẩn thị trường Mỹ. Ngày 26 tháng 12, nhận bằng kỷ lục về vùng nuôi trồng rong nho lớn nhất Việt Nam. Duy trì chấp hành tốt hệ thống quản lý ISO 22000 cho nhà xưởng sản xuất yến xào. Mở rộng phân phối sản phẩm rong nho sang thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ba Lan, Canada, Trung Quốc và Thái Lan. Rong nho tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 80%, yến xào tăng trưởng 65%, bùn khoáng thảo dược thiên nhiên giảm 80%. Bản tin lúc 18 giờ ngày 3 tháng 4, từ 622 đến 600. Đánh dấu một cuộc chiến với Covid-19 ở nước ta. Trong đó 3 ca là người thăm tại khoa thận nội tiết. Chị ơi. 31 tháng 7, Việt Nam có ca Covid-19 đầu tiên tử vong. Nguyên nhân tử vong: nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân có bệnh lý nền tăng huyết áp, biến chứng suy hô hấp do suy tim và Covid-19. Cơn bão số 5 kèm mưa lớn đã khiến các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Quảng Nam oằn mình chống đỡ. Tài sản, nhà cửa bị nhấn chìm trong dòng lũ dữ. Hàng nghìn hecta lúa và hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại. Nhiều địa phương bị cô lập hoàn toàn. Từ năm tới 2020 đến nay thì sự phát của dịch Covid đã ảnh hưởng nghiêm trọng, rất đáng kể đến doanh nghiệp D&T, không những D&T mà còn những doanh nghiệp khác trên toàn cả nước Việt Nam của chúng ta. Chính vì vậy chúng tôi đã gặp phải những cái bất lợi nhất định và công tác vận hành cũng như các tổ chức các bán hàng. Đó là một khó khăn nhất định đối với doanh nghiệp D&T và thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, công ty cũng đã và đang có những chính sách tối ưu để duy trì đội ngũ nhân sự của công ty đầy đủ và tất cả đời sống của anh em cán bộ, anh em công nhân viên đều đầy đủ. Đến nay, cuối năm thì cũng đã có một cái Tết ấm no cho tất cả cán bộ công nhân viên của D&T, mặc dù vượt qua một cái thời kỳ rất là khó khăn. Ban giám đốc đã và đang làm hết sức mình để rồi luôn luôn hướng tới mục tiêu cuối cùng là đảm bảo được đời sống của nhân sự tiền gì trong năm 2020. Có thể nói năm 2020 vừa qua là một năm có muôn vàn khó khăn, hiện tại dịch bệnh hết tất cả những gì thì tận dụng khoảng thời gian này thì tiền gì chúng tôi đã nhận các công việc đào tạo nhân sự để sử dụng các công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực của từng nhân sự, đồng thời cải tiến toàn bộ các quy trình công ty, quy trình kế toán, quy trình sản xuất, tất cả quy trình để nhằm nâng cao hiệu suất một cách tốt nhất. Vừa qua là một năm dịch bệnh và thiên tai toàn cầu và ảnh hưởng đến mọi người, trong đó các chị em chúng tôi rất biết ơn ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện tốt để cho chị em chúng tôi có một cái việc làm ổn định và cái chế độ ưu đãi tốt. Trong năm 2020, thì chúng tôi đã và cố gắng đạt được mục tiêu kép, đó là vừa ổn định sản xuất, vừa chống dịch. Đây là một bước tiến cũng như là một số cái điều điểm rất quan trọng đối với một doanh nghiệp. Thì nhân đây, chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị em trong công ty, ban ngành và những người cổ đông đã luôn đồng hành và giúp đỡ tập thể D&T trong năm 2020. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đa dạng hóa
tất cả sản phẩm để D&T từng bước vươn lên trở thành con chim đầu đàn của ngành nông nghiệp Việt Nam, đó là phát triển rong nho biển, biển sào và vùng hóa thiên nhiên, thay đổi và dám thay đổi và khoác lên một chiếc áo mới để rồi trở thành con chim đầu đàn của ngành nông nghiệp Việt Nam mình, vươn tầm ra thế giới cũng như đem tới cho người tiêu dùng Việt Nam một sản phẩm tốt, sạch và an toàn. Đây cũng là định hướng cho toàn thể, tập thể, đội ngũ, cán bộ, công nhân viên D&T trong năm 2021. Nhân dịp Tết đến xuân về, tôi đại diện cho tập thể cán bộ anh chị em công ty D&T xin kính chúc quý nhà phân phối, quý anh chị em, quý cơ quan ban ngành toàn thể một năm mới an khang, thịnh vượng và thành công. Xin cảm ơn. Chúng ta là những chiến binh D&T. Chúng ta không có phải chỉ đơn thuần là những anh em bán hàng, anh em phát triển hệ thống nữa, mà chúng ta thực sự là chứng minh đã đưa sản phẩm, đưa chất lượng dinh dưỡng của D&T đến với người tiêu dùng đúng theo slogan của tổng công ty D&T là vì sức khỏe người Việt. Trong cái nhân dịp cuối năm 2020 cũng như đầu năm 2021 thì Du gửi lời hỏi thăm sức khỏe cũng như là chúc Tết đến toàn thể các đại lý, các quý khách hàng, đến hệ thống anh em nhân sự đã hỗ trợ cùng phát triển hệ thống bán hàng của D&T trong năm 2020, cũng như là gì, chúng ta sẽ tiếp tục quyết tâm có định hướng phát triển một cách vững mạnh trong năm 2021, quyết tâm đưa cái D&T lên thành một cái thương hiệu quốc gia và vươn rộng ra thế giới. Định hướng năm 2021, chúng tôi sẽ tiếp tục các chương trình đào tạo nhân viên, tiếp tục quá trình cải tiến các sản phẩm cũ, đồng thời dựa trên cái nền tảng cốt lõi của công ty để tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng, mang đến công an việc làm ổn định cho toàn thể cán bộ công nhân viên và đảm bảo một cái chế độ đãi ngộ tốt nhất. Bước sang năm 2021 thì xin thay mặt cho D&T Group gửi đến toàn bộ những khách hàng, cán bộ công nhân viên D&T năm mới và sự nghiệp. Qua năm mới, chị em chúng tôi cố gắng sẽ làm việc nhiều hơn, chất lượng tốt hơn để tăng sản lượng gấp 3, gấp 4 lần để công ty D&T ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn. Tết là Tết, Tết vừa ghé qua trong nhà sư phụ.